hàng mít, hàng trái hộp mỏng cực kỳ hiệu quả như thế này. Đó, anh em thấy không? Anh em làm nghề cần là cần cái độ hiệu quả của mối hàng. Đó, xác không bị lủng này nọ. Và thứ hai nữa, độ ăn sâu để chắc chắn được cái vật liệu hàng của mình đó, nó có đảm bảo được cho cái đường hàng hay không. Hiệu quả, đa năng, năm chức năng quà tặng của máy móc Việt Nam thì như thế nào ạ? Mua một, anh em mình sẽ được tặng. Chào tới em, đã quay lại với kênh YouTube Máy Móc Việt Nam. Hôm nay Duy sẽ giới thiệu cho anh em một con máy hàng mít mẫu mới của hãng Sayoke mới về luôn. Và dòng mít, máy mít này thì nó sử dụng cuộn dây 1kg và 5kg, rất là hiệu quả. Đó, hiện nay nha anh em, nó là một phiên bản mini của những dòng máy lớn về một con máy hàng mít nhỏ mini như thế này. Anh em sử dụng gia đình hay làm thợ cũng rất là hiệu quả luôn nha. Đó, thương hiệu của nó là Sayoke và công nghệ Nhật Bản rất là cao cấp hiện nay trên thị trường đang có ha. Đây là tổng thể con máy nè anh em, máy hàng mít Sayoke mít 200 Pro. Đó, nghe Pro là anh em nghe như thế nào ạ? Rất là đẳng cấp rồi phải không ạ? Đó, dòng này thì đã ghi sẵn cho anh em luôn, nó chính là máy hàng mít 1kg và 5kg. Wow, quá tuyệt vời. Và chương trình khuyến mãi ngày hôm nay của Máy Hoàng Nam đưa tới cho anh em đó chính là mua một con máy hàng mít như thế này, giá 3.100.000 anh em đã sở hữu ngay 3 bộ quà tặng của Máy Hoàng Nam nha anh em ha. Rồi, anh em nào đang có nhu cầu quan tâm về cái này, đón xem với Máy Hoàng Nam xem con máy này nó sẽ làm được những gì nha anh em ha. Và đây là con máy hàng mít Sayoke mít 200 Pro mà hôm nay mình muốn đưa lại cho anh em. Đó chính là một con máy hàng mít mini rất là nhỏ gọn như thế này anh em ha. À, như thế này là một phiên bản thu nhỏ của những con máy lớn anh em. Nếu mà anh em nào mà trong nghề hoặc là anh em đã sử dụng những con máy hàng mít lớn rồi thì sẽ thấy nó không khác gì một con máy hàng mít lớn cả. Đó, sử dụng là cuộn dây 15kg đó anh em. Thì ở đây chúng ta sẽ có một con máy mít rất là nhỏ mini như thế này, tích hợp trong một con máy mini cực kỳ nhỏ gọn mà giá thành rất là rẻ, mà hồi nãy mình đã báo giá cho anh em rồi đó. À, một con máy hàng mít vừa có thể hàng sử dụng cuộn dây 1kg nè, vừa có thể sử dụng cuộn dây 5kg, chỉ cần chuyển đổi thôi anh em ơi. Đó, đây là cái bộ chuyển đổi khi mà anh em sử dụng cuộn dây 5kg nè. Còn nếu anh em mà không muốn sử dụng cuộn dây 5kg, sử dụng dây 1kg thì chỉ cần gỡ ra. Và như thế này, đây là cái điều kiện mà giúp cho anh em mình đi làm công trình đó anh em, hiệu quả nhất nha anh em ha, tiết kiệm nữa. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có một con máy hàng mít sử dụng tất cả những cái linh kiện và công nghệ của Nhật Bản vào trong một con máy hàng mít mini, để cho chúng ta có một con máy hàng cực kỳ là hiệu quả, vừa hàng que này, vừa hàng mít. Và các chế độ phụ của nó là có khí, không khí và hàng tổng hợp. Đó, tích lít nữa anh em ơi, tích lít nữa là tổng cộng là 5 chức năng trên một con máy hàng mít mini như thế này. Đó, giờ sẽ cùng anh em trải nghiệm xem với một con máy hàng mít mini 5 chức năng như thế này, anh em mình sẽ làm được cái gì anh em ha. Ở đây chúng ta có hai núm chỉnh luôn, anh em mình có hai núm chỉnh nên rất là dễ cho anh em mình điều chỉnh ha. Đi theo kèm theo con máy hàng mít Sayoke này thì chúng ta sẽ có một cái súng mít dài 3m, rất là dài, 3m như thế này anh em ha. Đó, 3m đó, rất là hiện đại, rất là xịn sò. Đó, con mít này có thể giúp cho anh em dùng khí không khí rất là hiệu quả luôn. Bộ kìm hàng là 3m, bộ kẹp mát là 2m. Đó, rồi hãng sẽ tặng kèm cho anh em thêm một bộ đẩy bánh xe để cho anh em mình có thể thay thế nếu mà sử dụng lâu ngày hoặc lâu năm gì đó, thì những cái bộ này nó sẽ bị mòn đi, thì anh em mình sẽ có một bộ thay thế kèm theo ha. Sách hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành của hãng kèm theo đó chính là búa gõ rỉ và mặt nạ hàng. Cái này thì giúp cho anh em mình sử dụng có phụ trợ thôi, phụ trợ kèm theo của hãng. Kèm theo đó là một cục mít không dùng khí cho anh em ha. Quà tặng của hãng thì đã có sẵn hết rồi, nhưng quà tặng của máy móc Nam thì như thế nào ạ? Mua một, anh em mình sẽ được tặng tới 3 luôn nha anh em ha. Đó chính là một cái kính hàng điện tử như thế này. Đó, giá trị trên thị trường là 200k thì anh em mình đã được tặng ngay đó một kính hàng điện tử như thế này. Đó, quà tặng luôn. Một cái cây gốc như thế này cho anh em luôn anh em ha. Một cây gốc 500. Wow, xịn to. Giá trị 50k anh em. Một đôi găng tay da bò chống nhiệt. Cái này là chống cháy cực kỳ hiệu quả, dành cho anh em nào mà gọi là sợ lửa hoặc là không thích những cái bắn bắn của lửa hàng, thì đây là một trong những cái món quà rất là độc đáo và rất là thiết thực cho anh em nha. Đó, với ba món quà tặng này thì anh em mình đã có một con máy hàng mít mà nó tích hợp đầy đủ rồi, vừa hàng que, vừa hàng mít, vừa có khí, vừa không khí. Hàng 1kg và 5kg là một trong những cái mà gọi là hiện đại nhất hiện nay rồi anh em. Đó, nó là đi đầu luôn anh em. Rồi, để cho anh em mình xem cái độ hiệu quả của con máy hàng mít
Suzuki Mix 200 Pro này. Thì giờ này cùng anh em trải nghiệm thực tế luôn nha. Rồi anh em, mình đã lắp đặt xong con máy hàng Mix Suzuki 200 Pro. Giờ mình sẽ cùng anh em thử hàng xem khả năng hàng của máy hàng Mix Suzuki này như thế nào ha. Đây là mỏng thôi anh em, đây là mỏng thôi. Mình muốn trải nghiệm đây là mỏng cho anh em thấy được cái độ hiệu quả của con máy này ha. Rất là chậm rãi thôi anh em, nhưng mà máy không bị lủng luôn anh em, hàng độ ổn định cỡ đó đó. Trời ơi, rất là dễ hàng luôn, độ ổn định cao. Wow, bây giờ mình sẽ cùng trải nghiệm xem với anh em xem khi mà hàng trên những cái hộp như thế này thì nó có ngon hay không nha, ngon hay không. Đó, không lủng luôn anh em, không lủng luôn á. Rồi, rất nhanh nha anh em ha, rất là nhanh. Đây anh em nha, đây là mối hàng Mix mà mình vừa mới hàng xong từ con Mix 200 Pro Suzuki anh em. Đó, anh em muốn xem cận cảnh không, mình hàng cho anh em xem nha. Rồi, giờ cái mối hàng nè của hai vật liệu hàng nó sẽ rỗng như thế này. Giờ mình sẽ cùng anh em trải nghiệm xem, sát cho anh em luôn, cho anh em xem cái hiệu quả của con máy nha. Wow, rất là tuyệt vời luôn anh em. Trời ơi, anh em thấy sao ạ? Với một con máy hàng Mix, hàng trên hộp mỏng cực kỳ hiệu quả như thế này. Đó, anh em thấy không? Anh em làm nghề cần là cần cái độ hiệu quả của mối hàng. Đó, sát không bị lủng này nọ. Và thứ hai nữa, độ ăn sâu để chắc chắn được cái vật liệu hàng của mình đó, nó có đảm bảo được cho cái đường hàng hay không. Đó, đầy đủ hội tụ những cái chức năng tốt nhất của máy rồi anh em. Đó, giờ mình sẽ cùng anh em trải nghiệm thêm chế độ hàng que của máy nó có hiệu quả. Cùng anh em trải nghiệm xem chế độ hàng que của máy hàng Mix Suzuki 200 Pro này nó như thế nào, có hiệu quả cho anh em mình đáng để đầu tư hay không nha. Muốn chuyển đổi qua chế độ hàng que, anh em mình chỉ cần đưa cái này qua thôi anh em. Đó, thấy không? Và ở đây chúng ta sẽ cần thêm điều chỉnh, đưa về chế độ hàng MMA. Là chúng ta đã có một con máy hàng que và Mix cực kỳ hiện đại rồi. Bộ kìa dây kìm hàng này là 3m nên anh em mình cũng không lo ha. Rồi giờ thử coi khả năng hàng que của máy như thế nào. Giờ mình thử hàng que trên hộp mỏng cho anh em xem nha. Trời ơi, mình đang hàng kéo luôn á anh em, trên hộp mỏng luôn nha anh em. Wow, không lủng nha anh em, hộp mỏng luôn ấy.
Rồi mình đang kéo luôn anh em, mình không tin được luôn. Là con này nó dòng hàng ổn định cực kỳ luôn anh em. Con này mà anh em thợ rất là thích nha. Con này nếu anh em hàng thợ rất là thích, tại vì nó rất là ổn định nè, nó không có gây la lủng nè anh em. Rồi giờ mình thử hàng kéo xem sao. Kéo thử rồi, mình tăng dòng hàng thử rồi anh em. Trời ơi, wow, một con máy vừa chất lượng từ đường hàng mít cho tới hàng que. Nếu anh em nào mà đang có nhu cầu thì mình thấy đây là sự lựa chọn thích hợp cho anh em. Không còn con máy nào có thể nói là đi làm thợ công trình mà hiệu quả như con này luôn đó. Vừa có thể sử dụng cuộn dây 1 kg, vừa có thể sử dụng cuộn dây 5 kg. Giá thành của dòng sản phẩm này hiện tại á là máy móc Nam đang bán là 3.100.000. Anh em sẽ được tặng một cái kính hàng như thế này điện tử nha anh em ha. Một đôi găng tay da bò chống nóng, một cái ghe gốc 500, wow, rất là xịn sò anh em ha. Rồi anh em nào đang có nhu cầu quan tâm về con máy hàng mít hiệu quả đa năng 5 chức năng thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với máy móc Nam qua số hotline phía trên, hoặc là đến ngay địa chỉ 1095 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân để trải nghiệm trực tiếp về dòng sản phẩm máy hàng mít như thế này nha anh em ha. Chào anh em và hẹn anh em lại với địa chỉ 1095 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân để trải nghiệm những dòng máy mới do máy móc Nam mình cung ứng nha. Cảm ơn anh em và hẹn anh em lại gặp lại với những video tiếp theo ạ. Tắt đèn, tắt đèn, tắt, ok chưa?